Kính chào quý khán giả đang theo dõi Sống An Lạc. Các bạn thân mến, có đôi khi vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngứa ngáy khó chịu và bạn cho đó là những biểu hiện bình thường của cơ thể sau khi đã trải qua một ngày dài làm việc căng thẳng, vất vả. Đúng vậy, chúng ta hoạt động, lao động cả ngày dài thì tình trạng mệt mỏi, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng đó sẽ là hồi chuông báo động, cơ thể bạn tiềm ẩn những mối hiểm họa lớn cho sức khỏe như ung thư, bệnh mãn tính nếu như chúng xuất hiện những cơn mệt mỏi dai dẳng kéo dài và thường nhật. Chưa dừng lại ở đó, nếu cơ thể bạn đồng thời xuất hiện những dấu hiệu sau đây, hãy kiểm tra sức khỏe ngay lập tức trước khi ung thư kịp thời can thiệp và tàn phá sức khỏe chúng ta. Dấu hiệu thứ nhất, cơ thể mệt mỏi. Dù mắc bất cứ bệnh nghiêm trọng nào, chúng đều dễ dẫn đến sự xuất hiện của mệt mỏi và suy nhược bên trong cơ thể. Nghiên cứu cho biết, hầu hết nguyên nhân là do sự tiêu thụ chất dinh dưỡng và năng lượng trong cơ thể của bệnh nhân trở nên yếu đi. Đặc biệt là bệnh nhân ung thư dạ dày và bệnh bạch cầu thường có triệu chứng mệt mỏi khi bắt đầu khởi phát. Vì thế, bạn nên để ý sự thay đổi bên trong cơ thể để được kiểm tra kịp thời. Dấu hiệu thứ hai, đau ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Đau ở nhiều bộ phận có thể là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi mắc bệnh. Nếu đó là đau ngực, đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch. Không những thế, đau bụng còn là một trong những triệu chứng sớm nhất và có ở 70-80% bệnh nhân ung thư đại tràng. Một vài triệu chứng đau đầu có thể là nguyên nhân của ung thư vòm họng. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh, vì thế mà nên sớm được kiểm tra để phân tích tình hình cụ thể. Dấu hiệu thứ 3, khoang miệng xuất hiện một số triệu chứng bất thường. Từ hôi miệng đến lở loét, hầu hết các thay đổi trong miệng đều không nghiêm trọng. Thế nhưng nếu bạn có các vết loét màu trắng hoặc đỏ trong miệng mà không lành sau vài tuần, đặc biệt có kèm theo hút thuốc lá, thì đây có thể là dấu hiệu của ung thư miệng. Ngoài ra, có các triệu chứng khác như có cục u trong má, khó khăn khi nhai hoặc đau miệng. Cảm lạnh thông thường, trào ngược axit hoặc thậm chí một số loại thuốc cũng có thể khiến bạn khó nuốt. Nhưng nếu như triệu chứng này không biến mất sau khi hết bệnh hoặc ngừng các loại thuốc trên thì bạn cần đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Khó nuốt cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ở cổ họng hoặc thực quản. Dấu hiệu thứ tư, sốt lặp lại dai dẳng. Sốt là một phản ứng bảo vệ cơ thể của con người. Nguyên nhân có thể đến từ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng xâm nhập hoặc những tổn thương lan rộng, rối loạn bên trong cơ thể. Trong một vài trường hợp, sốt có thể nhanh khỏi và không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với các bệnh nghiêm trọng hơn, cơ thể có thể có các triệu chứng sốt lặp đi lặp lại. Điển hình là ung thư phổi và bệnh lao, sốt có thể kéo dài khoảng 3 tuần. Dấu hiệu thứ 5, sút cân. Nếu giảm cân đột ngột và đột nhiên xảy ra trong thời gian ngắn, có khả năng khối u ác tính đang xâm chiếm cơ thể bạn. Điều này làm thay đổi quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể bị rối loạn, làm giảm khả năng hấp thụ protein và calo của cơ thể, dẫn tới giảm cân đột ngột và giảm không rõ lý do. Dấu hiệu thứ 6, sắc tố da biến đổi. Các bệnh khối u ác tính như ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư vú có thể đi kèm với các triệu chứng thay đổi màu da như đỏ da, bong da, sưng và ngứa ở những giai đoạn đầu. Do đó, việc quan sát trạng thái của làn da có thể giúp bạn nắm bắt sức khỏe của mình một cách chính xác và kịp thời. Dấu hiệu thứ 7, xuất hiện các nốt sần trên da. Sự xuất hiện đột ngột của khối u sở thấy trên da cũng có thể báo hiệu bệnh ung thư. Chẳng hạn như ung thư vú và ung thư hạch, các khối u da xuất hiện chủ yếu trên bề mặt da. Điểm đặc biệt là chúng không đau, hình dạng không đều và nổi cộm khá rõ. Dấu hiệu thứ 8, vùng kín có dấu hiệu bất thường. Chảy máu bất thường giữa hai chu kỳ kinh nguyệt hay chảy máu ngoài kỳ kinh có thể có nhiều nguyên nhân gây ra như u sơ hoặc do các biện pháp tránh thai. Do đó, nếu chảy máu bất thường giữa hai kỳ kinh nguyệt, sau khi quan hệ tình dục hoặc chảy máu không ngừng, bạn cần đến cơ sở y tế chuyên khoa phụ khoa để khám bệnh. Bác sĩ sẽ khám và thực hiện các xét nghiệm để loại trừ khả năng ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung hoặc âm đạo. Các dấu hiệu bất thường ở tinh hoàn mà nam giới có thể nhận thấy như có một khối u hoặc sưng trong tinh hoàn. Khối u không đau là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tinh hoàn. Đôi khi, người bệnh có thể chỉ có cảm giác nặng ở bụng dưới hoặc bìu hoặc cảm thấy tinh hoàn có kích thước lớn hơn so với trước đây. Những căn bệnh ung thư phổ biến mà chúng ta thường gặp gồm có ung thư gan, ung thư phổi,
ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Cùng với những biểu hiện chung của bệnh lý ung thư thì tùy vào từng loại ung thư sẽ có những dấu hiệu cụ thể sau đây. Thứ nhất, đối với ung thư gan. Bệnh ung thư gan hay gặp ở những người bị bệnh xơ gan, gan nhiễm mỡ, người nhiễm viêm gan virus, trong đó chủ yếu là viêm gan B và viêm gan C. Ung thư gan cũng có thể do di truyền, do thói quen sử dụng thực phẩm không sạch, ẩm mốc và nhiễm chất độc dioxin. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đa phần những người mắc ung thư gan đều uống nhiều rượu bia và các chất kích thích. Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan mà bạn cần lưu ý bao gồm đau ở bụng trên bên phải, vị trí của gan, có một khối u hay cảm giác nặng bụng trên, báng bụng, đầy bụng, chán ăn, sụt cân, yếu, cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn, vàng da, vàng mắt, phân bạc màu, tiểu vàng sậm hoặc có triệu chứng sốt. Thứ hai, ung thư phổi. Mỗi năm có hơn 23.000 người mắc bệnh ung thư phổi, khoảng 20.700 người đã tử vong. Ung thư phổi không chỉ gặp ở nam mà còn gặp ở cả nữ giới. Tại Việt Nam, ung thư phổi là bệnh ung thư thường gặp thứ hai ở nam giới và đứng thứ ba trong những bệnh ung thư ở phụ nữ hay mắc. Nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này là sử dụng thuốc lá, bao gồm cả chủ động và thụ động. 90% bệnh nhân ung thư phổi đều hút thuốc lá. Dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư phổi bao gồm khó chịu hoặc đau ở ngực, ho không giảm hoặc nặng dần theo thời gian, khó thở, thở khò khè, có máu trong đờm, khàn tiếng, khó nuốt, ăn không ngon, sụt cân không có lý do, cảm thấy rất mệt mỏi, viêm hoặc tắc nghẽn trong phổi, hạch sưng hoặc phì đại ở trong ngực hoặc vùng giữa hai phổi. Thứ ba, ung thư vú. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là căn bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Ung thư vú đang ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa khi bệnh được phát hiện ở người độ tuổi 20-21 là rất lớn. Nguyên nhân gây bệnh được xác định có thể do di truyền từ mẹ, chị em gái đã từng mắc bệnh, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo. Với phụ nữ sinh con sớm hoặc sinh con muộn, không sinh con thường có tỷ lệ mắc ung thư vú cao hơn. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú không giống nhau ở từng phụ nữ. Có chị em cảm thấy đau, sưng ngực, thay đổi hình dạng núm vú, màu sắc xung quanh vú, tiết dịch núm vú, đau ngực, nhưng có người lại cảm thấy đau lưng, vai, có hạch ở nách. Thứ tư, ung thư đại trực tràng. Ung thư đại trực tràng thường bao gồm ung thư trực tràng và ung thư kết tràng. Trong thực tế, nếu có polyp phát triển trong đường ruột là một điều bình thường, không có vấn đề gì lớn. Thậm chí, có polyp tăng sản, polyp bạch huyết, polyp tuyến tiến triển thành khối u. Ung thư đại trực tràng là bệnh thường gặp ở cả nam và nữ giới. Nếu như bạn có chế độ ăn nhiều chất béo, protein cao, ít chất xơ trong thời gian dài và thiếu tập thể dục, sẽ rất dễ sinh ra ung thư đại trực tràng. Đặc biệt, với người hút thuốc lá sẽ là yếu tố nguy cơ gây bệnh. Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại trực tràng bao gồm rối loạn tiêu hóa kéo dài, chán ăn, khó tiêu, đầy chướng bụng trên vùng rốn, giảm cân bất thường, phân mỏng, hẹp so với bình thường, xuất hiện máu trong phân, mệt mỏi và suy nhược. Cơ thể chúng ta khi khỏe mạnh là một cấu trúc hoàn chỉnh và tuyệt vời. Nhờ đó mà các hoạt động sống của con người mới có thể diễn ra bình thường, các cơ quan hoạt động tốt nhất. Nếu mắc bệnh, đặc biệt khi ung thư đổ bộ, cơ thể sẽ nhanh chóng gửi tín hiệu tương ứng để cảnh báo người bệnh phải can thiệp kịp thời. Vậy cần phải làm gì để ngăn ngừa ung thư tấn công và tàn phá cơ thể? Hãy cùng Sống An Lạc tìm hiểu 8 bí quyết giúp phòng ngừa ung thư đơn giản, hiệu quả ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bí quyết thứ nhất, áp dụng chế độ ăn uống dinh dưỡng. Chọn mua thực phẩm tươi sống và tự chế biến là cách tốt nhất để đảm bảo bữa ăn của bạn luôn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp bạn bắt buộc phải ăn ngoài. Mặc dù lựa chọn những thức ăn dinh dưỡng có sẵn trong siêu thị không phải là cách phòng ngừa ung thư tốt, nhưng nó vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Trong trường hợp này, bạn nên chọn nhiều trái cây cũng như rau củ quả đa dạng. Chọn ít thực phẩm chứa hàm lượng calo cao, chẳng hạn như đường tinh chế và chất béo từ các nguồn động vật để tránh thừa cân. Nếu muốn dùng thức uống chứa cồn như bia, rượu, bạn cần uống trong mức cho phép. Nồng độ cồn cùng với mức độ thường xuyên mà cơ thể hấp thụ sẽ tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư xảy ra. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, chế độ ăn Địa Trung Hải là một trong những phương pháp phòng ngừa ung thư hiệu quả nhất.
phụ nữ áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải thường bổ sung dầu ô liu và các loại hạt rau trộn, nhờ đó họ có thể giảm nguy cơ ung thư vú. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung chủ yếu vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ví dụ như trái cây, rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các loại hạt. Những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải chọn chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu, bơ và cá, thay vì thịt đỏ. Bí quyết thứ hai, duy trì cân nặng lý tưởng và chăm tập thể dục. Duy trì cân nặng phù hợp có khả năng làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư đại tràng và thận. Hoạt động thể chất cũng có chức năng tương tự. Ngoài việc giúp bạn kiểm soát cân nặng, tập luyện thể dục thể thao có thể tăng cường sức khỏe, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư ruột kết xảy ra. Người lớn khi tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng đều đạt được một số lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, để có thể đạt được lợi ích tối đa, bạn cần cố gắng tập ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập nhẹ. Đối với những hoạt động mạnh, thời gian tối thiểu cho mỗi tuần sẽ là 75 phút. Bạn cũng có thể thực hiện kết hợp hai loại vận động cùng lúc. Để làm được điều này, bạn hãy bắt đầu tập thói quen rèn luyện thể chất mỗi ngày 30 phút. Bí quyết thứ 3, không hút thuốc. Dù bạn sử dụng bất kỳ loại thuốc lá nào, chẳng hạn như thuốc lào, thuốc lá xì xa, chúng đều có nguy cơ gây đột biến cho các tế bào. Hút thuốc lá có mối quan hệ mật thiết với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử cung và thận. Ngoài ra, nhai thuốc lá còn liên quan đến ung thư khoang miệng và tuyến tụy. Mặt khác, ngay cả khi bạn không trực tiếp sử dụng thuốc lá, thì việc tiếp xúc với khói thuốc cũng được xem là hút thuốc lá gián tiếp và có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Để phòng ngừa ung thư, cách tốt nhất là bạn nên tránh xa thuốc lá hoặc bỏ thuốc lá. Hãy hỏi bác sĩ về những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá và một số kế hoạch bỏ thuốc lá hiệu quả. Bí quyết thứ tư, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời là biện pháp đơn giản nhất để phòng ngừa ung thư da, một trong những loại ung thư phổ biến nhất hiện nay. Để làm được điều này, bạn có thể tránh ra đường vào buổi trưa, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đây là thời điểm mà số lượng các tia cực tím đạt vào khoảng cao nhất. Hãy trú trong bóng râm. Khi ra đường, hãy chọn dừng chân ở những nơi có bóng mát nhằm cản bớt một phần ánh nắng mặt trời. Nếu phải ra đường vào thời điểm nắng gắt, bạn hãy tự trang bị cho mình những món đồ có thể che chắn phần nào các khu vực tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như kính mát, mũ rộng vành, áo khoác, quần dài, giày thể thao. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng quần áo màu sáng hoặc sẫm màu có thể phản xạ các tia cực tím tốt hơn so với quần áo tông màu nhạt. Hãy đừng bỏ qua kem chống nắng nhé! Bạn nên tập thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày với chỉ số SPF ít nhất là 30, ngay cả trong những ngày nhiều mây. Hãy thoa kem chống nắng đầy đủ với lượng vừa phải để tránh bít các lỗ chân lông. Bạn có thể bôi lại sau mỗi 2 giờ hoặc ít hơn, trong trường hợp bạn đổ mồ hôi nhiều hoặc đang bơi. Và đặc biệt, cần hạn chế sử dụng giường tắm nắng và đèn cực tím, bởi hai thiết bị này đều có khả năng khiến những tế bào đột biến phát sinh tương tự ánh sáng mặt trời tự nhiên. Bí quyết thứ 5, tham gia khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ đầy đủ là một yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư, bởi vì lúc này bạn có thể thực hiện tầm soát các loại ung thư khác nhau, chẳng hạn ung thư da, đại tràng, cổ tử cung. Tầm soát ung thư có thể làm tăng khả năng phát hiện những tế bào đột biến từ sớm, nhờ đó tăng tỷ lệ thành công của liệu trình điều trị. Bạn có thể hỏi bác sĩ về lịch trình tầm soát ung thư tốt nhất dành cho mình. Đừng chủ quan với bất kỳ dấu hiệu khác biệt nào xuất hiện trên cơ thể các bạn nhé, bởi đó rất có thể là một lời kêu cứu mà cơ thể chúng ta đang phát ra tín hiệu cần chúng ta phải nhanh chóng giải cứu đấy. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý khán giả của Sống An Lạc luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.